Đã gần 20 ngày kể từ khi quy định về định danh biển số có hiệu lực liên quan đến thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, nhiều người dân bắt đầu có những thắc mắc về những quy định liên quan đến thông tư này. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh xe cũ và những người muốn mua xe cũ sử dụng, còn nhiều băn khoăn trước những quy định và thủ tục mới của thông tư 24 khi muốn sử dụng xe cũ hợp pháp, đúng quy định. Điều này cũng khiến cho thị trường buôn bán xe cũ vốn nhộn nhịp bao năm nay trở nên trầm lắng lạ thường. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình tư vấn pháp luật của Báo Lao Động. Kính thưa quý vị các bạn, mới đây Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Trong thông tư này thì đã quy định rõ về hồ sơ thủ tục cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới được quy định trong Luật Giao thông đường bộ, bao gồm là đăng ký xe lần đầu, đăng ký sang tên, di chuyển xe, cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và đăng ký xe tạm thời, thu hồi chứng nhận đăng ký xe và rất nhiều những giấy tờ liên quan. Sau đây gọi đăng chung là đăng ký xe. Nhiều bạn đọc đã gửi câu hỏi đến Báo Lao Động nhờ tư vấn về vấn đề này. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay luật sư Lưu Phương Nhật Thùy, luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn đồng luật sư đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa luật sư, thì bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 thì chúng ta đã ban hành các cái quy định về đăng ký biển số xe mới. Vậy thì cụ thể những cái quy định này như thế nào thưa luật sư? Kính chào quý độc giả của Báo Lao Động. Thì kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, nghĩa là ngày thông tư 24/2023 của Bộ Công an có hiệu lực, thì thủ tục đăng ký xe lần đầu sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 12 của thông tư 24. Cụ thể là gồm 4 bước. Bước thứ nhất là chủ xe, bao gồm tổ chức và cá nhân đăng ký xe, đầu tiên họ phải thực hiện thủ tục kê khai giấy khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công và nhận mã hồ sơ trực tuyến theo quy định tại điều 9 của thông tư. Bước 2, họ sẽ đem cái mã hồ sơ đăng ký trực tuyến đó đến cơ quan đăng ký xe và nộp những giấy tờ liên quan về chủ xe theo quy định tại điều 10 của thông tư và nộp những giấy tờ chứng từ của xe theo quy định tại điều 11 của thông tư 24. Thì tùy vào chủ xe là tổ chức, cá nhân trong nước hay là cơ quan đại diện lãnh sự ở nước ngoài thì giấy tờ về chủ xe sẽ khác nhau. Và bước 3 thì cán bộ thực hiện thủ tục đăng ký xe sẽ kiểm tra xe thực tế, kiểm tra hồ sơ xe. Nếu hồ sơ xe hợp lệ và xe hợp lệ thì cơ quan đăng ký xe sẽ thực hiện cấp biển số mới cho trường hợp chủ xe đăng ký xe lần đầu hoặc là trước đây đã có biển số xe định danh rồi nhưng đã được đăng ký cho xe khác. Trường hợp thứ hai là nếu như trước đây chủ xe đã thực hiện thủ tục thu hồi biển số định danh thì cơ quan đăng ký xe sẽ cấp lại biển số xe định danh cho chủ xe đó. Trong trường hợp mà hồ sơ xe không hợp lệ hoặc là xe sau khi kiểm tra thực tế không hợp lệ thì chủ xe phải thực hiện các bước hoàn thiện giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký xe. Bước 4, chủ xe sẽ nhận giấy hẹn trả kết quả nộp lệ phí đăng ký xe và biển số xe. Trong trường hợp mà chủ xe muốn đăng ký trả kết quả qua đường bưu điện thì chủ xe sẽ đăng ký dịch vụ đối với đơn vị bưu chính theo quy định. Dạ thưa luật sư, vậy thì khi người dân mà có ý định là mua bán và sang tên xe thì cái việc mà di chuyển này thì những cái thủ tục này sẽ được quy định như thế nào? Thì căn cứ theo quy định tại điều 13 của thông tư 24 thì những cái trường hợp sang tên hoặc là di chuyển xe là gồm hai trường hợp. Một là các chủ xe di chuyển xe nguyên chủ, nghĩa là chủ xe đang cư trú tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này, muốn cư trú tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác thì người ta gọi là di chuyển xe hoặc là di chuyển nguyên chủ. Trường hợp thứ hai là các chủ xe là chuyển quyền sở hữu xe và chủ xe cũng sẽ phải thực hiện cái thủ tục là sang tên xe hay di chuyển xe theo quy định, cụ thể là tại điều 15 của thông tư 24. Chủ xe cũng phải làm những cái bước là kê khai đăng ký trên cổng dịch vụ công trực tuyến, sau đó là làm thủ tục thu hồi biển số định danh và sau đó làm thủ tục đăng ký xe như theo quy định tại điều 12 mà vừa mình đã chia sẻ ở trên. Thưa luật sư, thì một số vấn đề hiện nay mà nhiều người dân đang rất quan tâm là việc chuyển nhượng xe đã được nhiều chủ xe sử dụng qua nhiều đời khác nhau nhưng lại chưa được đăng ký chính chủ. Người sử dụng xe có giấy tờ của chủ cũ nhưng chưa thực làm thủ tục sang tên xe cho chính mình. Vậy thì thủ tục giải quyết đăng ký sang tên xe đối với những xe đã chuyển
quyền sở hữu qua nhiều tổ chức cá nhân thì chúng ta sẽ quy định như thế nào? Về vấn đề này thì Bộ Công an cũng đã lường trước được những cái trường hợp là trên thực tiễn Nhật có nhiều người dân là đã mua xe, mua bán qua nhiều đời nhưng họ chưa bao giờ thực hiện thủ tục đăng ký xe. Thì căn cứ theo quy định tại Điều 31 của Thông tư 24, những người dân, những chủ xe rơi vào những cái trường hợp này thì họ sẽ làm thủ tục theo hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu như họ có giấy tờ chứng từ quyền sở hữu xe của người bán sau cùng cho họ thì họ làm thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xe như các bước đã mình đã chia sẻ, là bước 1 là kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công, sau đó là bước 2 là lại cơ quan đăng ký xe, và bước 3 là để cán bộ đăng ký xe họp kiểm tra hồ sơ xe, và bước 4 thì cũng nhận trả lời kết quả. Nhưng chỉ khác một cái trường hợp là trong trường hợp này, sau khi cơ quan đăng ký xe kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký xe sẽ ra quyết định xử phạt về cái việc là chủ xe không thực hiện thủ tục thu hồi và sau đó vẫn cấp giấy đăng ký xe cho chủ xe. Trường hợp thứ hai, nếu như người dân họ không có bất kỳ cái chứng từ về xe hoặc là không có được cái chứng từ của người bán sau cùng thì trong trường hợp này cơ quan đăng ký xe sẽ cấp một giấy hẹn cho phép họ được quyền là lưu chuyển xe trong vòng 30 ngày, được quyền sử dụng xe trong vòng 30 ngày đấy. Và trong 30 ngày đó, cơ quan đăng ký xe họ sẽ làm những cái bước thủ tục như là xác minh, tra cứu về trong cái tàng thư mất cấp của xe để xem xe này có bị mất cấp hoặc là xe này có đang bị tranh chấp hoặc khiếu nại, khiếu kiện gì không. Nếu sau 30 ngày hoàn toàn không có kể cả là thời gian niêm yết, đồng thời lúc đó cơ quan đăng ký xe cũng sẽ niêm yết về tình trạng hồ sơ đăng ký xe này công khai. Và sau 30 ngày nếu như không có tranh chấp, không có khiếu nại, không có khiếu kiện về bất cứ điều gì về xe thì cơ quan đăng ký xe cũng sẽ ra quyết định xử phạt về hành vi là không thực hiện thủ tục thu hồi và sau đó vẫn cấp giấy đăng ký xe theo quy định cho chủ xe. Dạ thưa luật sư, thì trên thực tế là khi tiến hành đăng ký xe có những trường hợp thì số khung hay số máy của xe có các vấn đề, chẳng hạn như là bị mờ, bị lỗi, chồng số. Vậy trường hợp này sẽ được giải quyết như thế nào thì thưa luật sư? Đây là cũng là một trong những trường hợp mà Bộ Công an cũng đã dự liệu trước. Và vì vậy cho nên những cái trường hợp này là trong thông tư 24 là đã có một mục hoàn toàn liên quan tới những vấn đề này, cụ thể là tại mục 7 của thông tư 24. Cụ thể như cái trường hợp nhà báo vừa hỏi thì được quy định tại điều 30 của thông tư 24. Cái trường hợp thứ nhất là nếu như những cái số này đã bị hàn, đục, cắt và hoàn toàn không còn số nữa, hoặc cái trường hợp là trong cái quyết định tịch thu không ghi về số khung, không ghi về số xe, hoặc là họ sẽ ghi là không có số, thì những trường hợp này không giải quyết đăng ký xe. Còn những trường hợp khác, nếu như là bị mờ do tác động của môi trường hoặc là do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc là trong quá trình sử dụng bị lỗi làm mờ đi hoặc là mất những cái số khung số sườn này thì cơ quan đăng ký xe sẽ căn cứ vào hồ sơ gốc ban đầu kiểm tra thực tiễn và đóng lại số khung số máy này cho chủ xe để chủ xe có cơ sở để thực hiện thủ tục đăng ký xe theo quy định. Vâng thưa luật sư, một số các vấn đề nhiều người dân hiện nay cũng đang rất quan tâm là việc đăng ký cấp biển số xe cho chúng đấu giá, thủ tục đăng ký xe chúng đấu giá được thực hiện như thế nào thưa luật sư? Thì theo quy định tại điều 28 của thông tư 24 thì tổ chức cá nhân trúng đấu giá biển số xe sẽ thực hiện thủ tục kê khai đăng ký xe theo 4 bước. Thứ nhất là kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công như theo quy định tại điều 9 của thông tư 24. Bước thứ hai là sẽ đưa xe đến phòng cảnh sát giao thông nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú hoặc phòng cảnh sát giao thông nơi đang quản lý biển số xe trúng đấu giá đó để làm thủ tục đăng ký xe và nộp những giấy tờ theo quy định cho cơ quan đăng ký xe. Bước 3 thì cơ quan đăng ký xe sẽ kiểm tra hồ sơ xe, kiểm tra thực tế xe, nếu bảo đảm hợp lệ thì cơ quan đăng ký xe sẽ cấp biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức cá nhân đăng ký xe và hẹn trả kết quả. Bước thứ 4 là chủ xe sẽ nhận kết quả đăng ký xe theo quy định
hoặc là nếu có yêu cầu nhận qua đường bưu chính thì sẽ thực hiện thủ tục nhận hồ sơ đăng ký xe qua đường bưu chính. Ở đây thì có hai trường hợp nữa cũng cần phải chú ý. Đó là trường hợp thứ nhất là nếu như mà chuyển quyền sở hữu xe nhưng không kèm theo biển số đã trúng đấu giá thì chủ xe sẽ thực hiện thủ tục thu hồi. Bước thứ hai là tổ chức mà cá nhân mà nhận quyền sở hữu xe thì sẽ làm kê khai giấy khai đăng ký xe và thực hiện thủ tục đăng ký xe theo quy định như ở trên. Còn các trường hợp mà chuyển quyền sở hữu nhưng kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì thứ nhất chủ xe sẽ cũng làm thủ tục thu hồi. Tuy nhiên trong lúc thực hiện thủ tục thu hồi này thì chủ xe phải nộp chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, trong đó ghi rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá. Bước 2 là tổ chức cá nhân đã trúng đấu giá đó sẽ thực hiện thủ tục là chuyển quyền sở hữu, thủ tục đăng ký sang tên xe đó tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền. Tại đây thì cơ quan đăng ký xe sẽ cấp biển số xe cho tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu. Trong trường hợp này thì sau khi đã được cấp giấy đăng ký xe và biển số xe trúng đấu giá thì tổ chức và cá nhân này không được quyền chuyển biển số xe này cho tổ chức cá nhân khác nhưng được quyền chuyển quyền sở hữu xe theo quy định. À, vậy thì những cái thông tin vừa rồi luật sư cũng đã chia sẻ rất chi tiết, nhưng chúng ta còn việc quản lý biển số xe sau khi trúng đấu giá thì sẽ được đăng ký và thực hiện ra sao thưa luật sư? Trong quá trình sử dụng xe mà có biển số xe trúng đấu giá, nếu như mà biển số xe là bị hư hỏng mất thì có thể yêu cầu cơ quan đăng ký xe họ cấp lại hoặc là họ cấp đổi lại cho mình. Còn trong trường hợp mà chủ xe là chuyển nơi cư trú từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác thì chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi và đăng ký xe theo quy định tại điều 13, điều 14, điều 15 như mình đã chia sẻ ở những câu trên. Thưa quý vị các bạn, quý vị vừa nghe luật sư Lưu Phương Nhật Thùy và luật sư thành phố Hồ Chí Minh trao đổi một số các quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Chúng tôi hy vọng những thông tin mà luật sư đã chia sẻ sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về quy định này và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được những phản hồi từ quý bạn đọc. Những băn khoăn và thắc mắc của quý vị sẽ là những nội dung gợi ý cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục thực hiện những số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những buổi tư vấn pháp luật lần sau.